Quà tặng tin mừng Chúa Nhật 3A Phục sinh, con đường Emmau và niềm tin Chúa Giêsu Phục sinh. Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD. Câu chuyện Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết đã ngã ngũ mà có người vẫn còn hồ nghi, trong đó lại là hai môn đệ của Chúa. Họ rong ruổi trên đường đi Emmau để làm gì? Không ai biết. Làng Emmau ở đâu? Không thấy có trên bản đồ. Tất cả chỉ là mơ hồ, nghi ngờ và hoang mang. Nhưng chính sự nghi ngờ này đã được Chúa dẫn đưa đến tin tưởng là do cử chỉ bẻ bánh rồi chia sẻ cho các ông của Chúa Giêsu. Chúa Nhật này phụng vụ đưa ra hai bài đọc và bài tin mừng Luca miêu tả con đường Emmau. Đường đưa tới niềm tin, trọng tâm của vấn đề. Tất cả ba bài đều liên hợp và bổ túc cho nhau. Chúa sống lại và ơn cứu độ loài người để cho chúng ta cũng được sống lại vào ngày sau cùng. Bài đọc 1 sách Công vụ chương 2 câu 14 và câu 22 đến 33 là một đoạn dài của bài giảng mà người ta cho là của Thánh Phêrô nằm trong sách Công vụ Tông đồ. Khung cảnh là Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái, cử hành đúng 50 ngày sau lễ vượt qua, cũng gọi là ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ. Nguyên thủy là ngày lễ mùa gặt, nhưng vào thế kỷ thứ nhất, nó bao gồm kỷ niệm mừng ngày ban hành luật trên núi Sinai. Lễ ngũ tuần còn là một trong ba cuộc lễ hành hương của Do Thái giáo thời sơ khai. Hai lễ kia là lễ vượt qua và lễ nhà tạm. Luca, tác giả của sách Công vụ Tông đồ, ghi nhận thị trấn lúc đó tràn ngập dân Do Thái mộ đạo đến từ mọi quốc gia. Và khi họ nghe thấy tiếng động của Chúa Thánh Thần đổ xuống trên các môn đệ của Chúa Giêsu lúc đó đang tụ họp tại đây, họ muốn biết điều gì đang xảy ra như vậy. Gió và lửa từ trời chắc chắn đã thu hút họ, nhưng họ vẫn loạn hoang mang về một sự thật là mọi người trong đám đông của họ đều hiểu được những điều các môn đệ nói với họ theo ngôn ngữ của họ. Nhưng những người khác thì chế nhạo họ, cho là họ cuồng loạn vì say sưa. Do đó, trong phần đầu của bài giảng, Thánh Phêrô đã trình bày để bảo vệ các bạn đồng hành của ông. Ông nói rằng họ chẳng say sưa gì cả, vì lúc đó là buổi sáng sớm. Ngoài ra, ông còn cắt nghĩa điều kiện của họ lúc đó có thể được hiểu theo nghĩa sấm của tiên tri Joel mà Phêrô đã chỉ dẫn. Trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần khí ta cả trên tôi tớ nam nữ của ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Ta cũng sẽ cho xuất hiện những điểm thiêng trên trời cao và những dấu lạ dưới đất thấp, đó là máu lửa và những cột khói. Và bây giờ tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu độ. Nhưng bài đọc này chú trọng đến phần 2 của bài giảng của Thánh Phêrô. Bài giảng bắt đầu bằng một trong những tuyên cáo, vắn gọn là tuyên xưng sơ khởi tin mừng Chúa Giêsu Kitô đã được thấy trải dài trong sách Công vụ các tông đồ. Những việc này luôn luôn khởi đầu bằng một xác quyết về lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, theo sau tuyên xưng về cái chết và sống lại của Ngài. Những tuyên cáo này trong sách Công vụ của Tông đồ đã trực tiếp nhắm vào khán thính giả Do Thái với lời khuyên nhủ tha thứ tội lỗi. Đôi lúc cũng được về tố cáo, nhưng sơ khởi vẫn là những biến cố được nói trong tuyên cáo
là mọi sự đều ở trong quyền năng của Thiên Chúa và phải nằm trong kế hoạch cứu chuộc loài người của Chúa. Trong phần kết thúc của bài giảng, Luca lại chủ ý nhắm vào David vì ông tin rằng David chính là tác giả của những ca vịnh, đặc biệt ca vịnh này. Tuy nhiên, câu chuyện lịch sử khá phức tạp của ngày hôm nay có thể được coi như những thánh vịnh. Luca đã xác quyết David là một ngôn sứ nói về danh Chúa Giêsu khi ông làm nên thánh vịnh 16 câu 8 đến câu 10. Và ông ta coi những vần thơ này như để chứng minh Chúa Giêsu đã sống lại để hoàn thành lời hứa với ông là Thiên Chúa sẽ làm cho một người trong dòng dõi Ngài trở thành vua dân Do Thái và cai trị đến muôn đời. Do đó, Phêrô cũng trích dẫn Thánh Vịnh 110 câu 1 nói rằng Chúa Giêsu đã chịu đóng đánh là vua thiên sai, đấng đang hiển trị vinh quang trên ngai Thiên Chúa. Bài đọc 2 được lấy ra từ thứ nhất của Thánh Phêrô chương 1 câu 17 đến 21. Bài này rất có thể cũng không phải của Phêrô mà do một vị ẩn danh nào đó viết vào năm 79-80 sau Thiên Chúa. Ông này muốn truyền lại ký ức và giảng huấn của Phêrô cho những thế hệ tương lai. Dù gọi là thư nhưng đọc lên nghe giống như một bài giảng về phép thanh tẩy và cách sống của người Kitô hữu, hoặc như một lời khuyên hãy trở nên thánh thiện. Trước khi đi vào bài đọc, chúng ta thấy có những xác định về người tín hữu Kitô giáo phải vui hưởng một đời sống mới ra sao khi sống trong niềm hy vọng Chúa Kitô phục sinh, và Thiên Chúa che chở họ thế nào trong khi gìn giữ họ trong niềm tin để họ có được ơn cứu độ. Tác giả của bức thư tiếp tục nói trực tiếp với khán thính giả của mình, biết rằng họ sẽ phải chịu đau khổ khi niềm tin của họ bị thử thách, nhưng cuối cùng họ sẽ được vui hưởng sung sướng vì có Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu chuộc họ. Đi vào nội dung bài đọc, chúng ta được nhắc nhở đến tình liên hệ thiết thân của Thiên Chúa với chúng ta. Ngài là Cha tuyệt hảo và toàn mỹ đúng nghĩa của nó. Đây là một Thiên Chúa phán xét rất công minh nhưng đầy tình thương xót. Do đó, Ngài phải đáng được kính trọng. Tiếng Hy Lạp là Photos, được chuyển dịch qua tiếng Anh là Reference, có nghĩa là sợ hay kinh sợ. Nhưng sợ Thiên Chúa không nói lên được ý nghĩa thực của nó đối với những độc giả thời nay. Vậy kinh sợ có lẽ là từ hay hơn chăng? Hãy thử đọc bài này với từ kinh sợ Thiên Chúa thay cho từ kính trọng Thiên Chúa. Chúng ta phải sống sao để vượt thoát ra khỏi sự kinh sợ Thiên Chúa của chúng ta là đấng liên kết thân thiết nhất với cuộc sống của chúng ta, đúng như cung cách người cha đối xử rất thương yêu và sống chết với con cái vậy. Để mở rộng ý niệm về từ kinh sợ hay kính trọng đối với Thiên Chúa, tác giả thư 1 Phêrô muốn chúng ta hiểu và biết rằng chúng ta được chuộc lại bởi chính máu châu báu của Chúa Giêsu Kitô để thoát ra khỏi cách sống cũ của chúng ta từ muôn thế hệ trước. Sự cứu chuộc này đã phải trả bằng giá rất lớn với sự đồng ý cho kẻ tội lỗi thoát khỏi cảnh tù đầy. Tiếng Hy Lạp là Timios, chuyển dịch sanh thành quý giá, cũng có nghĩa là được giữ sống trong danh dự, được kính trọng hay yêu quý một cách đặc biệt, bởi vì đó là máu của chiên hy tế lễ vượt qua
đã đổ ra để cứu chuộc chúng ta. Kết hợp với niềm tin cũ, máu là sức sống của mọi sinh vật, nó không phải là vấn đề nhỏ bé và bình thường ít quan trọng có thể cho đi cho chúng ta. Ngoài ra, nó còn là một phần của kế hoạch của Thiên Chúa từ thuở ban đầu để cho niềm tin và hy vọng của chúng ta có được nơi Thiên Chúa. Chúng ta đứng vững trong niềm tin kinh sợ ấy. Bài tin mừng Phúc âm Luca hôm nay, đoạn 24 câu 13 đến 35, kể lại câu chuyện hai môn đệ Chúa trên đường đi Emmau. Khi Luca kể câu chuyện này thì biến cố Chúa Giêsu sống lại cũng xảy ra cùng một ngày. Chúng ta nhận thấy hai môn đệ Chúa Giêsu đã cùng nhau bàn bạc không ngừng nghỉ trên đường họ đi Emmau, cách Jerusalem khoảng 7 dặm. Người kể chuyện ghi chú rằng họ tỏ ra rất buồn phiền và tinh thần thì rất xa xút. Bỗng chốc Chúa sống lại xuất hiện với họ giữa đường mà họ không hề nhận biết. Khi trực tiếp hội thoại cùng bàn luận với hai ông, Chúa cũng nói với họ về câu chuyện thời sự đặc biệt vừa xảy ra ở Jerusalem. Các ông đáp trả lời Chúa cũng chỉ như một câu chuyện bình thường về tôn giáo, mà không hề nói về bất cứ điều gì liên quan đến việc Chúa sống lại. Nó chẳng ăn khớp gì với những việc sẽ xảy ra sau này, là tin Chúa sống lại đã được công bố và báo cho họ biết vào ngày hôm trước. Thực vậy, Chúa phục sinh đã hiện diện ngay trước mắt họ mà họ hoàn toàn không hay biết, khiến họ thành như những kẻ điên rồ, chậm hiểu về những điều mà Kinh Thánh đã nói là Chúa Giêsu cần phải chịu đau khổ rồi vinh hiển. Chúng ta không biết Thánh Luca có trong đầu bản văn nào, nhưng điều quan trọng hơn cả là sứ điệp Chúa Giêsu chết và sống lại, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa ngay từ thuở khởi đầu. Diễn biến quang cảnh câu chuyện đã cho chúng ta biết mắt và lòng trí của hai môn đệ này sau cùng đã mở ra thế nào và tại sao. Đến gần Emmau, họ mời Chúa Giêsu ở lại với họ vì đêm đã đến, trời đã tối, phập phồng nỗi sợ Chúa mình đã chết. Làm sao đây? Thế rồi vào bữa ăn chiều, Chúa Giêsu chúc phúc, bẻ bánh và chia cho các ông với một cử chỉ giống y như Chúa đã làm vào bữa tiệc ly trước khi Chúa chịu chết. Họ mở mắt, bừng trí, nhớ lại và nhận ra Chúa Giêsu của mình chính là người đã đồng hành với các ông trên đường đi Emmau vừa mới đây. Họ cũng nhớ lại và cảm thấy thế nào khi Chúa giảng dạy cho các ông trên hành trình Emmau, và lòng trí họ bừng cháy lên lửa tin yêu, thân xác họ mạnh mẽ trở lại. Cuối cùng khi Chúa bẻ bánh thì hành trình của họ cũng được hoàn thành. Hành trình Emmau của các ông đã đi từ chỗ không tin gì cả đến chỗ hoàn toàn tin cậy. Đúng vậy, chắc chắn đây hẳn là lý do của một niềm vui vĩ đại. Làng Emmau là đây, đã là hiện thực trên bản đồ, có vị trí rõ ràng, là niềm tin Chúa phục sinh. Tất cả đã rõ ràng, không còn hổ nghi ai nấy bâng khuâng nữa. Chúng tôi tin Chúa đã sống lại từ cõi chết để cho chúng tôi cũng sẽ được sống lại vào ngày sau cùng. Raymond Island, Florida, ngày 21 tháng 4 năm 2023. Nguyễn Tiến Cảnh, hẹn gặp lại.